than quá chừng thấy không? Dạ, than quá chừng thôi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Nay chưa tới Tết rồi nhưng mà nhà mình đã có bánh phồng ăn rồi các bạn. Dì Sáu ấy, một thao bánh phồng luôn này. Nướng để dành ăn. Lần nướng lần khó. Dì Sáu nướng một lần là một bọc vậy đó các bạn. Xong rồi cái túm cái cột lại, cái mỗi lần ăn cái lấy. Ủa cái này đâu phải. Cái này là bánh phồng nếp. Cái này không phải nếp con, bánh phồng mì. Nhưng mà tại vì nó để cái bột nổi vô đó. Như mây ăn vậy đó. Là nó như bánh phồng nếp vậy đó. Dạ. Hôm nay các bạn cứ thắc mắc là không biết dì Sáu đâu. Dì Sáu hôm nay là cô chú anh chị là cứ hỏi dì Sáu đâu hoài luôn thì sao? Dì Sáu mắc bị bệnh. Ở nhà hôm nay các bạn là bên sớm dì Sáu là bị bệnh nhiều cho nên dì Sáu không có qua đây. Bên đó bệnh dữ lắm. Không qua đây. Nay hôm nay là 2 tuần rồi. Hơn 2 tuần rồi chứ. Hơn 2 tuần. Hôm nay mấy người đó người ta bị cách ly người ta về hết rồi. Dạ. Cách ly có 14 ngày à. Nhưng mà nay cũng 19 ngày. Dạ. Là nguyên sớm dì Sáu là cách ly cho nên dì Sáu cũng ở nhà, dì Sáu đâu có qua bên mình được đâu. Cho nên là các bạn không thấy dì Sáu á. Cái nay dì Sáu đi được rồi nè. Người ta đâu có cho đi. Dạ. Bên đó tại vì mấy người người ta đi làm công ty á, xí nghiệp người ta bị lây á. Nên cái số nhiều lắm nên quá cho nên là mẹ kêu để chở một khối đá nè với một khối cát nè các bạn. Đây. Mẹ kêu để chở thêm khối đá với một khối cát để mà làm cái nào. Chỗ này nè các bạn, chỗ này là tại vì bơm cái dũng, bơm cát cái dũng cái là nước mưa nước ngập là có nhiêu là nó ứ vô trong này hết trơn luôn. Hôm nay là lội chùm chùm luôn. Cái giờ mẹ kêu để mua khối cát khối đá với lại đập bê tông ở nhà cũ các bạn, đập ra thì làm cái chỗ này cho nó cao cao hơn chút xíu. Chú nữa tại vì chú bán rẻ lắm. À, rau muống làm sao chú bán sao chú? 5 ngàn. Thôi cái này lấy. Dạ. Vậy lấy 3 bó rau 4 bó thôi. Dạ. Chứ 2 bó ăn ăn sao nó xẹp. 2 ngàn cái bắp. Hầu bí 15 ngàn. Một hơi 5 ngàn bó. Giá 5 ngàn vô 5 ngàn. Này ăn chưa nhúng nước cho nên nào ăn với ăn. Dạ. Lấy em 200 gram đi. Dạ. Đây là mắm cá lóc. Ủa
con cá dưới đây là còn sống nữa cô. Mới phần ờ đúng rồi còn nhảy nữa. Chị có đợi nào mà chị bán đồ chết đấy thì cái cưng á. Ở đây là cá cá có mùi tinh đó. Chị bán cá này cá ngoài cá 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 không biết cá còn không. Phải cứ là bả có tính nhưng mà bả này cá linh còn sống nha. Nhiều 10.000 trăm hả? 10.000 chị. Ấy nửa ký cô. Chị bán ở đây là có uy tín lắm á, không có bán đồ tầm bậy mà đồ chết nè nè cái nè. Ta lộn vô là tôi lộ ra ăn thân nè, cái này. Chị bán mà đời nào bán hàng cái cá mà còn nhảy con sói luôn. Còn cho ta 4 kg đi Sài Gòn nè. Các bạn thấy mẹ mình mới kêu người ta đổ cái chỗ này nè để cho nó cao lên nè các bạn, bởi hởm thì bơm cát xuống cái dũng cho nên là không nước nó không có đường thoát cho nên nó ứ trong đây, xong rồi nay là mẹ làm cao lên thì tại vì ít bữa còn nước ngập á, Tết còn nước ngập á các bạn. Xe mới vừa làm xong, xe chưa trả luôn kìa, mẹ kêu trả nhưng mà người ta chưa có lấy. Chỗ này mốt để xe thoải mái nè. Hồi nãy giờ thì mình mới vừa đem bánh canh, mình mới đi chợ rồi mình đem bánh canh ra cho chú Năm, với lại đem thuốc cho chú Năm gửi mua 2 hộp thuốc. Với có 2 hộp thuốc thôi nhưng mà mình mua thêm bánh canh cho chú Năm nữa. Hồi nãy gì tính chế nhưng mà thôi để ướt này. Có này thôi. Rồi đang chứ có thắng lên được không? Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay thì anh Út vô Việt Dừa tiếp. Tới tháng rồi, tới tháng Việt Dừa. Nhanh quá gì sao? Việc dừa là phải có một người đi theo để mà lụm dừa, lụm mấy trái dừa mà nó ở dưới rớt dưới dũng á các bạn, lụm lên để nó trôi. Dạ, nước lớn, nước đang lớn, nước đang gồng á, nó trôi nhiều. Vậy là nếu mà nước đang gồng thì ngửa xong chảy phía lên dung như vậy là lụm không nổi luôn. Được không thì sao dướng ơi cây chừng gãy cây xạo dài yếu à, cây xạo yếu nhất. Có té là té xuống đây. Chết chết thì sao. Ôi, bị nó dướng cái cùi trong cái bà. Trời ơi. Nó nằm trên đây luôn. Bữa nay nắng ghê, nắng không chứ. Chỗ ngoài được rồi. Mình thấy người ta bán cái rau muống nè, thấy nó héo héo. Nhưng mà thật ra
sao mình mới biết là do mùa đông trời lạnh rau muống nó héo vậy nè, chứ không phải là do người ta hái ta bán rau héo đâu. Xào bà muốn ăn cơm nha các bạn. Hồi nãy thì mình tính nấu canh nhưng mà có muỗng thịt đầm nữa để nấu canh, nhưng mà thôi ăn rau muống xào đi. Khỏi ăn canh. Bình thường thì cá linh thì ăn canh chua quen rồi phải không các bạn? Bữa nay mình chiên xù nha. Chiên xù ăn chấm với mắm me. Lâu quá rồi mình không có ăn dưa mắm hay vậy? Dưa muối hay dưa mắm nhỉ? Dưa mắm. Giờ mình sẽ làm dưa mắm ăn. Mua 200 gram đủ ăn rồi. Cái này mà ăn với cháo trắng là ngon lắm. Ta sắc nhuyễn hơn, nếu mà ăn cháo trắng ta sắc nhuyễn lắm. Rồi nè. Miếng bột ngọt. Mình dưa mắm này mình sắc xong rồi nè các bạn. Nhà mẹ mình nêm chứ mình không có rành cái này. Mình không có biết nêm. Miếng đường. Với miếng tỏi, miếng ớt. Vậy thôi á. Để vô nó thấm mẹ. Có một cục chưa sắc. Mình xào rau muống ăn. Xào rau muống chỉ tỏi là nhiều ăn ngon. Tỏi thì mẹ mình đâm chứ không phải là, không phải là bằm, không phải là sắc. Chứ nó tẹp rồi. Cũng nhiều quá trời nhiều luôn. Xanh không sợ hồi nó đen. Chắc xanh ha. Giờ mình sẽ chiên xù đó nha các bạn. Nó văng quá. Chiên hai lần. Mắm me này là mình mới cháy đó các bạn. Mình nêm nếm xong rồi mình cháy cho nó kẹo kẹo lại ăn cho nó ngon. Nên coi con này ngộ lắm, nào giờ mẹ mới thấy à. Còn sống không mẹ? Còn sống. Mẹ xẹo à. Con coi. Nè này người ta kêu con vụt quang nè. Ta kêu tiếng lớn lắm, rền rền. Con này nó có chút xíu hả các bạn. Các bạn ngón tay mà tại nó phình ra vậy á. Phình cái màng nó ra. Đi kì, đi kì. Cây. Nó kêu tiếng như con bò vậy hả mẹ? Ừ, kêu gần gần ghê lắm. Nó kêu như con bò vậy, các bạn. Cái kêu giống như thổi tù vài vậy á. Kêu cái họng nó lớn dữ lắm đó. Nửa đêm tưởng con bò giống không á. Nó lớn dữ lắm. Cái mặt có chút xíu mà kêu tiếng lớn quá chừng. Này Quỳnh Quang, kêu bằng Quỳnh Quang. Mà nó phụ lên. Không biết nó còn cái tên gì nữa không à. Nè, đụng cái nó phụ lên bự ghê không? Giống như cá nóc. Giống như con cá cái lóc bích vậy. Thả nó mày ơi. Thả nó, cho nó xuống dũng mày. Chị xuống dũng tắm mày, tắm dũng. Đó. Rồi, lỗi rồi. Sườn kho, cá linh chiên xù. Trời nay món cái món này sao ăn ngon á, giòn ngon dữ lắm. Nó muốn xào cái dưa muối, dưa mắm. Có dưa mắm lắm rồi, lâu lắm rồi không ăn dưa mắm. Có loại dưa sọc á, làm như gan tái bằng tay dài á Dung. Dạ. Cái đó là muối á.
chết. Mà đây nè, cái này nè. Nó là dưa gan non thế này. Dưa gan non. Xin mời ông bà cô bác. Xin mời ông bà cô bác ha. Cùng ăn cơm. Ăn thì sao? Ăn thử cá linh này, cá mắm me thử kìa. Nó ngon hơi giòn. Nè, nó giòn. Nó giòn nhai hết lên luôn á. Ừ. Xương sắp rồi. Có linh chấm mắm này ăn không ngán nè. Nó chua chua mà nó giòn giòn á. Lâu nhiều mắm rồi. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình mình nha. Ăn vô mắm đi. Giòn thì sao? Giòn. Cái này phải dắt cho khô ha. Dắt cho khô rồi trộn. Đâm ớt, đường, một thứ nhiều vô. Cái này ăn công nhận ăn vô mắm bắt cơm ghê luôn. Đông không tẩm ngọt không ngọt, không mặn gì hết. Tẩm ngọt quá mình ăn nó không có giống cái mùi dưa, không có mùi, không giống mùi mắm. Cá lên nó giòn. Dạ. Mỗi lần chợ ưa mua mắm. Món kia vậy á. Nó mà già chị. Để vô. Cá đồ ở vườn thì bắt được, nhưng mình mà không ở vườn không có mắm. Mình là ăn con cá linh nữa nha. Mua mắm. Nè mẹ. Nó giòn dữ lắm. Rồi, hai giờ mắm luôn rồi ha. Dạ. Hồi đó ngon lắm à. Có một lúc má tôi hồi má tôi còn cái gì hết mua vô mắm về bán ở Trà Vinh nè. Mắm Trà Vinh dữ lắm. Ngon ha. Mắm Trà Vinh ngon hả mẹ? Vô mắm á. Vô mắm á. Miếng bự bự như sao? Dưa ngon. Ta làm bằng dưa ăn. Mặt trái dưa ngon. Người ta chẻ ra làm tư, người ta lấy ruột ra hết, người ta để vỏ vô, tạm mấy muối. Dạ. Mà nghe nói cái nước cái mắm hay gì á, người ta bán mắm hết rồi, người ta lấy nước lên mới vừa. Em nói vậy á. Ừ. Người ta để thêm vô miếng đường nữa vậy, cái người ta muối. Mắm gì mẹ? Mắm con gì? Mắm cá lóc. Mắm cá lóc á, lấy cái nước đó bạn. Người ta bán hết cá rồi lấy cái nước người ta nhận vô này nè. Người ta chẻ ra cho bỏ ruột á. Người ta để vô thêm miếng đường cho vừa ăn á, thế là nhận. Vậy chắc ngon hơn sao? Thì ngon nguyên chất á. Có mùi cá. Chứ còn nhận dưa với nước mắm nó đâu có ngon bằng đâu. Không ngon bằng. Ngãi thường, thường ngon 130 mẹ. Hút thuốc giống được. Trời sao đi. Thường già không sao. Nói mua sừng gà vậy? Sừng gà còn ngon mỡ không? Ai khoái ăn sừng non chứ con khoái ăn sừng gà. Vậy con khoái ăn sừng gà. Sừng gà kho lâu quá cũng ngon. Ngon lắm chị. Sừng đó ngon bằng. Kho lâu cái nó mềm lại vậy sao? Ngon. Thôi với nước dừa con cải nó ngon ha. Mà bữa nay á ngoài chợ á, ngoài chợ cá ít người bán mà ít người đi chợ luôn. Sao chợ thiếp luôn rồi, đi người ta thư kỉnh hay gì sao?
người bán nhiều hơn người mua. Người ta đi sớm, tại vì mất tiêu hết rồi. Con đi chợ mất cài. Nha hả? Mà ít người bán, ít người mua luôn. Có mấy người à? Nhà em đi chợ trưa lắm, nhưng dung mà đi nhưng dung mà hết người ta. Mà ý là hồi sáng con đi sớm. Con đi sớm, con đi hồi 7 mấy á. Mà hạt ra chợ không có ai hết á. Nó đi 7 mấy, ta đi gì rồi, mất tiêu rồi. Dám đâu. Tại bình thường 8-9 giờ vẫn còn đông người mà, chợ mới cài mà. Biết sao, giờ khi giờ còn dịch bệnh á. Còn dịch bệnh ta ra tranh thủ ta đi gì kia. Không ai ở đâu á. Người bán cũng ít nữa, chắc mấy bà bán bị bệnh F0 hết rồi quá. Thôi, cười. Mấy người bán mà tiếp nhiều người á. Kỳ đó, lắm. Lâu lắm mày không nghe F0. Bữa là Trinh nó chạy lên đây, nó nói gia đình bà ông hai F bị F0. Tôi đã coi tôi rung muốn chết, tôi nói ơi. Cái đâu có gì đâu trời ơi. Hai đất ơi. Nó coi tự ấy, nó coi bình thường mình rung hết trần. Cuối cùng mà chỉ có đứa bị thôi mà. Mình đẳng cũng nói vậy nữa. F0 là chuyện bình thường. Bình thường mà mình rung muốn chết. Thì con nít giờ nó lây là nó lướt qua là nó hết à. Tuổi trẻ hay sao? Tuổi trẻ còn già bệnh nền á thì mới không thì mới bị thôi chứ còn không mình. Cái ông âm nào hết? Vì sao sao? Cái ông âm thì hết đó thôi. Cái ông nằm xe đóng ghe mà kỳ tôi mua sụn này nè. Sợ là sợ bệnh nền á. Nay ông chết rồi. Này không không ông nói, ông nói ông chết được có 4 ngày sau ông chết rồi. Cũng bệnh gì chị ơi? Chắc bệnh gì á? Bệnh gì trong người mà không biết á? Bệnh gì không biết mà sao chết ngắt thì không biết. Bệnh gì trong người? Cái bệnh hà mới cái sáng mà mới cái sáng bị sao lầm à? Rồi đi chích ngừa vô. Trước khi bệnh rồi giấu cũng không nói y tế nữa. Người ta đâu biết. Có người giấu. Mình giấu mình không ông nói. Ông đó cũng nói chuyện rồi cũng vui vẻ. Mà thấy còn lấy băng mà sao chết. Giấu nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Nhiều khi mình có khối u hay gì ở tâm mình không biết nữa chứ. Không phát hiện chưa bệnh nó chích người vô chết hả? Chích người vô chị. Nó bị cái hành chết luôn. Chứ không phải là chích ngừa. Tôi chích biết bao nhiêu ngàn người. Mà cũng có mấy dạy gì ba ca chết cái gì sao? Dạy ba ca chắc cũng bị cái gì á. Người đó là xui á. Người đó bệnh gì á chứ. Bởi nên ăn nói mẹ sao ăn đi. Bởi nên mấy người già già đi với người sợ con cháu họ sợ ha. Có cái u hay gì sợ không biết qua khỏi không? Có khi mình cũng đâu biết. Khi nó chưa có hành lên nó đâu biết. Đâu biết. Cái bình thường chích đâu cái gì. Nghe nói ở nước ngoài thì sao một tuổi trẻ chích ba mũi mà tuổi già có hai mũi à. Tuổi già sợ chích nhiều quá chị không nổi. Mẹ mới nghe vụ nè. Ở bên bên châu Âu á có cái nước nào á nó lén nó bán con Covid luôn mà nó cam kết là loại mới nhất luôn. Cam kết là con Covid mới nhất kiểu như biến chứng mới nhất luôn. Vậy dạ? Bán trong một cái hũ nhỏ nhỏ này nè. Chi vậy? Thì bán cho những cái người mà người ta mua ta bào chế thuốc hả? Không phải. Ta mua ta về ta tự chích người ta cho người ta lây bệnh xong rồi đừng người ta tự hết bệnh ở nhà. Có thử á. Những người mà không chịu chích vaccine á, người ta mua cái con virus á, người ta mua về người ta tự chích người ta cho người ta bệnh xong rồi người ta tự chữa khỏi người ta xong rồi người ta bị nhiễm Covid. Để người ta chứng minh là người ta là không cần chích ngừa á, mà bán cả đống luôn. Đúng rồi. À, mấy người cũng liều. Cái đó cũng như người ta thử rồi sao? Nó liều rồi sao? Chích thuốc liều rồi. Nhưng mà cái đó là bán kiểu như bán lén á. Giống như bán thuốc phiện nữa. Với mắm này nè. Mắm ngon lắm. Mà cá linh cũng ngon. Cá linh chiên giòn, chiên xùi nè các bạn. Ăn không có xương gì trơn, ăn nước nguyên con á. Eo à. Cá kèo cũng không có, ăn cá kèo thì cũng không có làm nhớt. Mà ăn cá linh cũng không có cạo giải nữa. Ngộ. Cái linh nó còn dễ. Cá linh như xuống ngon quá chứ hay gì ta. Cá linh này, cá linh đầu mùa hả mẹ? Cuối mùa, nửa mùa rồi. Nay nửa mùa. Nửa mùa cá mới bự như vậy phải không mẹ? Còn đầu mùa nhỏ bằng vậy. Còn bự hai ngón tay là cuối mùa. Cá này, cá thiên nhiên, cá này ta không có nuôi được thì sao. Nuôi cá này khó nuôi lắm, nó được nuôi chết. Chết yếu. Cá này là ở từ thượng nguồn á.
trên Mekong á, qua tháng nước nổi nó chạy, nó đổ xuống người ta đóng đáy, đóng thả lưới, bắt dừng lưới gì người ta mới bắt được nó, người ta mới bán cho ghe hay sao, đổ lên ghe lường liền là nó không có chết. Về từ bên Campuchia Lào á, biển hồ qua, biển hồ qua. Cá này là cá thiên nhiên không có nuôi được nè. À, tới mùa mới có chứ năm có được có mùa hả? Con nít á mà nó nhiễm cái này nó chả có biết cái gì á, tung tăng à. Mà mấy đứa vậy là nó mau hết thể dục rồi á. Mình chạy vòng hừng đông là thấy nó chạy rồi đó. Nó không biết gì đó, nó cười nó giỡn vậy là nó dưới nó ăn nó cái nó qua. Thôi bây giờ gia đình mình ăn tiếp nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc các bạn có một ngày thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.